khuôn viên trường mình thì cũng có khá là nhiều cây xanh và rất là nhiều ghế đá ngồi các góc. Thì đó, ngày rảnh rỗi các bạn có thể ra đây ngồi vào một cái thời tiết mùa thu như thế này thì ngồi ngoài trời ghế đá và gió hiu hiu này rất là tuyệt vời. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình. Mình là Trọng Aden. Và trong những cái số vlog này của mình thì mình sẽ thực hiện một loạt video review tất cả các trường đại học có mặt ở Hà Nội. Và đây là video đầu tiên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho bạn một ngôi trường đại học cũng khá nổi tiếng ở Hà Nội. Đó là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở 1. Và hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Và hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem là trường mình có những cái gì nhá. Let's go. Cơ sở 1 của chúng mình thì đặt tại 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thì đây là trường mình thì hiện tại đang có 3 cơ sở. Thì đây là cơ sở 1 khang trang nhất. Thì bước vào cổng thì chúng ta sẽ đập ngay vào mắt của chúng ta đó là tòa nhà A1. Tòa nhà có thiết kế với thiết kế nón cử nhân. Vì đây là cơ sở 1 nên là các dãy nhà, các tòa nhà sẽ được đánh ký hiệu theo là chữ cái A và các số thứ tự. Đây là tòa nhà A2 và đây ở đây thì có một cái bản đồ. Thì các bạn có thể thấy đây là bản đồ trường khu vực trường mình, cơ sở 1 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thì các bạn có thể thấy thì có rất là nhiều tòa nhà, tổng cộng ở đây chúng mình có 15 tòa nhà. Đây là tòa nhà A2 của, đây là khu hành chính với lại khoa ngoại ngữ thì phải, theo mình biết là vậy. Tòa nhà A3 thì là hội trường, tầng 2 của nó sẽ là hội trường và tầng 1 sẽ là phòng tài chính. Đối diện với tòa nhà A2 đó là nhà A7. A7 thì có một cái là trung tâm Việt Nhật và dành cho các bạn ở đây thì chúng mình thường học tiếng Anh. Các bạn khoa cơ khí kiếc thì có thể học thực hành ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến gần với cái tòa nhà A1 này hơn. Đây là biểu tượng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta có một cái hòn non bộ. Mỗi hôm thì ở đây nó có bể nước này, nó sẽ chảy vào các ngày cơ. Còn hôm nay là ngày không, ngày trong tuần nên là chắc là may thì nó, người ta chưa bật lên. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là tòa nhà A1, trời nắng ạ, biểu tượng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Các bạn có thể nhìn thấy trước mặt mình đây là sân tennis, nhưng mà đây là bộ môn có vẻ như là rất là ít sinh viên chơi và đa số mình sẽ thường thấy giáo viên chơi hơn. Khuôn viên trường mình thì cũng có khá là nhiều cây xanh và rất là nhiều ghế đá ngồi các góc. Thì đó, ngày rảnh rỗi các bạn có thể ra đây ngồi vào một cái thời tiết mùa thu như thế này thì ngồi ngoài trời ghế đá và gió hiu hiu này rất là tuyệt vời. Và đây là sân tennis của trường mình. Tất nhiên rồi, thì bây giờ thì đây là đang là tầm 8 giờ sáng thì tất nhiên là không có ai chơi tầm này rồi. Trường chúng mình có tất cả là 3 hay 4 hay 5 bãi gửi xe gì đấy, mình cũng không nhớ rõ. Nhưng mà giá gửi xe ở đây thì dao động là 3.000 đồng cho một chiếc xe máy, khá là rẻ cho các bạn đúng không? Không biết các bạn trường khác như nào nhưng mà trường mình thế là ok rồi. Và đây là tòa nhà A8. A8 thì là phòng học thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là tòa nhà A12, là trung tâm hợp tác quốc tế. Các bạn học chất lượng cao thì có thể học ở đây. Và xa xa kia là khu ký túc xá của trường mình. Ký túc xá thì của trường mình thì cũng đạt chuẩn và có chất lượng khá là cao. Các bạn có thể nhìn thấy là đúng là khu trung tâm hợp tác quốc tế. Thì ở đây thì thiết kế khá là đơn giản như bên trong. Nếu mà mình không thể vào bên trong quay cho các bạn được, nhưng mà bên trong nó nội thất các kiểu rất là tuyệt vời, rất là kiểu nó chuẩn dáng châu Âu ấy. Tiếp theo nữa là tòa nhà A10. Các bạn có thể nhìn thấy tòa nhà A10 rất là to và tòa này có thang máy này. Bên đây là tòa nhà A9, cũng giống như là bên tòa nhà A8, đây là phòng học thôi. Còn bên A10 thì sẽ dành cho phòng học các bạn thực hành cơ khí à. Cơ khí là tầng trên cao, các tầng trên cao thì sẽ là học lý thuyết. Theo được như mình được biết là như vậy. Còn bên đây là tòa A6, nhưng mà ít khi mà người ta gọi là A6 đó, người ta sẽ gọi là nhà đa năng hoặc nhà thể dục, thể chất. Thì vì chúng mình học thể chất ở trong cái đây, trong nhà đa năng này. Các bạn có thể nhìn thấy mái vòm ở trên này, thì bên trong nó là rỗng, nó chỉ là mái thôi. Bên trong thì chúng mình sẽ làm khoảng sân rất là rộng để chúng mình học thể chất, học bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, thể thao, võ với các kiểu không đây. Nhưng mà không đá bóng được. Và cuối cùng một tòa nhà rất là tuyệt vời mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là thư viện của trường mình, đó là tòa A12. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy, là gồm 4 tầng. Thì tầng 1 và tầng 2 sẽ là thư viện, nơi chúng ta có thể ngồi. Thư viện trường mình thì là thư viện đạt chuẩn nên là điều hòa rất là mát.
vào mùa hè thì các bạn có thể ra đây ôn bài và nghỉ ngơi một chút, và tranh thủ nghỉ ngơi buổi trưa cũng được. Và tòa nhà và tầng 3 đó là hội trường. Tầng 3 của nhà trường mình đó là hội trường. Hội trường to rộng lắm nhưng mà mình không thể review được bởi vì hôm nay hội trường bị đang đóng cửa. Và tầng 4 thì là tầng hỗ trợ của kỹ thuật của hàng hội trường. Đây là tòa nhà mình thích nhất trong các dãy nhà. Các bạn có thể nhìn thấy đây là tòa nhà ký túc xá của trường mình. Nó gồm có 1, 2, 3, 4 rất là nhiều tầng. Mình không đếm chính xác được số tầng đâu, vì mình cũng không biết là ở cái phần dưới có nhà hay không. Vì mình ít, mình ở ngoài, mình không ở trong ký túc xá nên mình cũng không rõ được cái vấn đề đấy. Và đây là ký túc xá trường mình. Các bạn có nhìn thấy thì cơ sở vật chất nó rất là khang trang và hiện đại. Ở dưới thì có sân bóng rổ cho các bạn tập luyện, thích chơi bởi bóng rổ, tập thể thao ở đây. Và đây là khuôn viên của ký túc xá. Ở dưới thì có các dịch vụ như là tập gym này, có phòng game này, có giặt là các kiểu. Nói chung là ở trong ký túc xá trường mình thì mình thấy đầy đủ tất cả các tiện nghi cho các bạn. Vậy là mình đã đi hết một vòng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cơ sở 1 rồi. Và thực ra là đấy là đi sơ qua của các điểm nhanh về các tòa nhà của trường mình thôi. Còn trường mình, còn cơ sở 1 này thì còn rất là nhiều thứ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì hẹn các bạn trong các video lần sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ càng hơn về cơ sở 1 này của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Và nếu mà các bạn cũng cảm thấy khuôn viên trường mình rất là đẹp và hiện đại thì các bạn hãy để lại cho mình một tim và một comment nhé. Và các bạn muốn mình review thêm về cái phần nào ở trường thì các bạn cũng có thể comment ở phần dưới. Và nếu như các bạn muốn thêm mình review thêm về trường đại học nào ở Hà Nội thì có thể comment hoặc inbox cho mình để mình sẽ làm nó trong các số vlog lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây nhá, đang nghỉ đang này một ngày nghỉ mà phải lên trường các ông ạ. Lên trường quay video cho các ông mà tự nhiên mất 3.000 gửi xe đấy. Nếu các ông thấy thương tôi thì hãy like và share video này nhá. Cảm ơn rất nhiều.